Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Hiện tại thì mình đang ở bên cửa hàng chuyên danh Yamaha bên mình. Thì sáng nay có về rất là nhiều dòng Exciter nha các bạn. Thì hôm nay chủ đề của mình sẽ là quay cho các bạn coi về cái dòng Exciter 150 và 155. Bên mình khi mà tải xuống á, thì sẽ vào cửa hàng. Cho nên mình sẽ đi vào cửa hàng luôn cho các bạn coi ha. Mình dùng được cái cửa hàng bên mình. Hiện tại là Exciter 155 mình đã vô bục lên tất cả các dòng xe rồi. Bục tròn hiện tại là mình đang chưng hai dòng đó các bạn, Exciter 155 màu xanh GV và Exciter 155 phiên bản kỷ niệm 65. Thì hai cái dòng này nó không đặc biệt đâu các bạn, cũng bình thường thôi, tại vì mẫu này mình đã quay cho các bạn coi nhiều rồi. Nhưng mà các mẫu kế bên này đó là những cái màu giới hạn mới về nữa các bạn, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và ngoài ra nữa thì cái giá hiện tại bán cho tháng 10 này như thế nào, cũng nhiều người bạn hỏi mình là hiện tại có điều chỉnh giá gì hay không, hay là có nhiều mẫu mới hay không, thì mình sẽ quay cho các bạn coi nhé. Đây, trước tiên là dòng này nha các bạn, Exciter 155 phiên bản giới hạn nha các bạn, màu trắng. Đây nha các bạn, rất là đẹp luôn, màu trắng phối xanh ha. Và dọc theo thân xe thì cái mẫu này chi tiết sao thì mình sẽ quay từng chiếc cho các bạn dễ coi ha. Đối với phiên bản này thì hiện tại giá là bao nhiêu, thì hiện tại giá của cái dòng Exciter 155 giới hạn này á, bạn mua thời điểm tháng 10 thì có giá là 55 triệu, nhưng mà mình đang có chương trình khuyến mãi giảm 2 triệu nha, còn lại 53 triệu. Đây. Và tiếp theo nữa là phiên bản màu vàng. Bản màu vàng này hiện tại thì có giá là 49 nha các bạn, nhưng mà giảm 2 triệu còn lại 47 triệu. Bản màu xanh này thì bằng giá với bản phiên bản màu giới hạn nha các bạn. Đây, màu đỏ thì bằng giá với màu vàng. Bản này bản tiêu chuẩn nha các bạn. Kế bên là phiên bản giới hạn màu xám vàng nè. Và cái bên này là phiên bản mà rất là nhiều anh em chọn ha, rất là nhiều anh em chọn luôn. Ở Cà Mau, vùng của mình rất là thích màu này, đó là màu đen bạc các bạn, đen bạc phiên bản cao cấp. Bản này thì 50 triệu đang có chương trình khuyến mãi 2 triệu, còn lại 48 triệu, bạn quá hợp lý ha. Đây, tiếp theo nữa một chiếc màu vàng trên bục, rồi tiếp theo nữa là một chiếc màu xám. Đây. Có màu xám này thì theo mình đánh giá cái đời mà giới hạn này á các bạn, nó chưa ok bằng cái màu xám mà mâm đỏ. Mình thích cái màu xám mâm đỏ hơn, nhưng mà các bạn quên nó đi, vì hiện tại là hãng sẽ không sản xuất màu đỏ nữa mà ra cái màu xám này. Đây, màu xám này các bạn, mâm màu xanh chuối các bạn, giống như con xanh mâm xanh hồi trước ha, nhưng mà cái màu nó sẽ lên tông xíu, nó sẽ đậm hơn xíu nha các bạn. Con này thì cũng đẹp đấy các bạn, chứ không xấu, nhưng mà mình thì thích cái màu mà xám mâm đỏ hơn. Bản này là bản giới hạn các bạn, bằng giá với các bạn màu trắng lúc nãy mình mới vừa quay cho bạn coi á, 53 triệu. Và tiếp theo nữa là phiên bản màu đen. Bản này là bản mà mình đòi giới hạn đợt này là mình thích nhất nè các bạn, màu đen nhám, đen nhám đó các bạn. Bạn đã để cái tem, đây là cái thương hiệu, cái tem mới luôn, là bản giới hạn mới nhất mới có cái tem mà cái trong cái đầu xe như vậy. Bày ra thì trước đây nó không có nha các bạn. Đây, cũng là bên phiên bản giới hạn nha các bạn, mâm đồng, mâm đen đồng. Bản này cũng là bằng giá với bản màu xám và màu trắng hồi nãy nha các bạn, cũng 53 triệu. Ngoài ra thì khi các bạn mua xe hiện tại trong thời gian này á, từ tháng 10 các bạn, chỉ duy nhất tháng 10 thôi nha. Và đây là lần đầu tiên mà mình thấy Exciter và hãng Yamaha đang làm chương trình mà trả góp không lãi suất. Tức là khi các bạn mua xe, các bạn trả một phần tiền trả trước ha, còn lại thì mình sẽ góp. Và góp này là góp không tính lãi nha các bạn, góp hoàn toàn không tính lãi. Phí hồ sơ thì đâu đó khoảng tầm 100 mấy chục ngàn thôi. Các bạn nào đã từng mua góp không lãi suất thì các bạn sẽ biết ha. Đó là khi mà mình mua xe không lãi suất thì mình đã mua xe mà cái chương trình khuyến mãi không lãi suất thì các bạn biết là có phí hồ sơ cho các bạn, phí hồ sơ. Và cái phí hồ sơ này cũng không cao ha. Ngoài ra thì mình chỉ cần căn cước công dân là được ha. Thấy các bạn khi mua xe nè, mình chuẩn bị khoản tiền trả trước nè. Ngoài ra thì có căn cước công dân nè, là mình có thể lên hồ sơ được. Không cần hộ khẩu, không cần bằng lái gì nữa nha các bạn. Hiện tại là căn cước công dân là được. Thì bạn nào mà có nhu cầu muốn mua từ phiên bản Exciter, mình cũng nhắc lại ha, là chỉ áp dụng cho Exciter 155 thôi nha các bạn, chứ không có áp dụng cho Exciter 150 nha. Chỉ áp dụng cho Exciter 155. Nếu trong thời gian tháng 10 bạn mua thì bạn sẽ được tặng 2 triệu khi mua tiền mặt nè, hoặc là bạn chương trình trả góp không lãi suất, một trong hai cái chương trình đó.
Ngoài ra thì chương trình quay số trúng thưởng hay là quà tặng thêm bên mình á, thì cái đó là mình cũng có luôn nha. Đấy, thì xe thì có rất là nhiều bạn, có đầy đủ hết rồi, không còn thiếu xe như là giai đoạn trước đó nữa. Thì từ phiên bản tiêu chuẩn nè, có 3 màu nè, phiên bản cao cấp nè, phiên bản giới hạn nè, hoặc là những cái dòng phiên bản đặc biệt á, thì mình đều có hết rồi ha. Đấy, bạn nào có thích màu nào, phiên bản gì thì các bạn cứ liên hệ với mình. Thì số điện thoại mình đặt ở video. Thì mình thì ở Cà Mau nha các bạn. Nhiều khi bạn các bạn liên hệ mình các tỉnh khác á, hoặc là ở ngoài cái xa quá mình không có giao hàng được, bạn cũng thông cảm nha. Hiện tại là mình chỉ chủ yếu là mình giao ở Bạc Liêu với lại bên Cà Mau là nhiều. Thì video á, thì mình có để cái số điện thoại ở dưới và cái địa chỉ á, thì các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ giúp mình ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.